Xin chào tất cả các anh em, đây là cái bộ dây điện nguồn của cái xe Tata Deo, xe Deo Novus 2014 trở lên. Thì nó sẽ dùng cái bộ dây điện này các anh em nhé. Đây, cái mã nó đây. Đấy. Thì các anh em mình đây, mình sẽ khui ra cho anh em thấy. Đây. Bộ dây điện ở đây. Đấy. Nó đi theo miễn phí mấy cái cầu chì luôn ha. Đây, dây điện rất là to. Đồ này của Hàn Quốc nha các anh em. Đây. Dắt điện của nó đây. Đây. Dắt nó đây ha. Dắt trên dây mát. Đấy. Thì các anh em mình có nhu cầu mua cái đế cầu chì này thì liên hệ với mình 038 9898 100, số mình có Zalo luôn các anh em nha. Đấy. Thì cái này nếu mà các anh em mình mà lâu ngày mà nó chạy nó nóng, nó quá nhiệt, nó bị quá tải thì nó sẽ bị hư cái đế cầu chì này. Cái này mình cần phải thay nó chứ không nó chậm chập và nó gây hỏa hoạn của xe ha. Rồi, xin chào tất cả các anh em.